30 tháng 6 năm 2009. Úc Bình Design xin trình bày các bạn một file video tutorial thực hiện bằng chương trình Camtasia Studio 6.0. Bài hôm nay là trong cái chương 6 thay đổi bố cục trang. Các bạn đã tìm hiểu 3 phần. Tìm hiểu bố cục trang, phần 2 là tạo khuôn mẫu trang web, phần 3 là tạo website từ khuôn mẫu. Hôm nay hướng dẫn các bạn tạo trang khung. Trước nhất, các bạn nhấp cái shortcut Phone Bay 2003 tại desktop. Nhấp file, nhấp new để mở ô tác vụ new. Trong dùng new page, bạn nhấp một more page template để mở ra hộp thoại page template. Nhấp tab frame page, cung cấp 10 khuôn mẫu để tạo các trang khung. Nhấp vào từng khung để xem mô tả và dạng thể hiện của chúng. Đang nhấp vào khung banner and content thì bạn xem trong cái phần mô tả description là cái khung này nó có nhiệm vụ gì, và xem trong cái khung review nó hiện lên trên đầu bên trái và bên phải. Nhấp vào khung này cũng vậy, hiện ra nội dung mô tả và review khung. Như vậy bạn đã xem tất cả các khung và mô tả của chúng. Bây giờ trong bài này chúng ta chọn khung header, footer and content và nhấp OK. Nó hiện ra giao diện của cái khung mẫu mà bạn vừa nhấp lên. Trong cái phần khung trên này, đây là khung trên, bạn nhấp nút New Page, một trang trống được mở ra. Nhấp nút Enter, nhấp nút Picture, nhấp From File, bạn đến nhấp My Document, nhấp My Website. Đây là một cái folder tên Framer bạn đã đặt ở trong đường dẫn này. Nhấp lên cái Framer, nhấp lên file logo thì logo này xuất hiện, nhưng mà nó lớn hơn cái khung phía trên. Bây giờ đặt con trỏ vào ở đáy khung phía trên này, rê ra thì nó sẽ hiện hoàn toàn cái logo này. Nhấp lên nó, nhấp phím center để nó hiện ra. Bây giờ xem cái tập tin mình vừa tạo trong cái khung trên này, nhấp vào trong khung, nút save, hộp thoại save as xuất hiện với khung được chọn, làm khung này nổi bật được chọn cái khung phía trên. Hàng file name bạn nhập header, nhấp nút change title, hộp thoại set page title xuất hiện, nhập header frame. OK. Nó trở lại cái hộp thoại Sell As, bạn nhấp nút Sell. Lưu cả, nó hiện ra tiếp tục cái
bản Cell và Acer, đây nó lưu cả cái tập khung này. Phần trên là nãy hướng dẫn các bạn lưu khung phía trên. Bây giờ bạn cần phải lưu tất cả các tập khung này bằng cách sau đây. File, Cell A, My Document, My Website. Hàng file name bạn nhập frame template. Nhấp nút change title, nhập frame template. Ok. Nhấp nút save. Có folder list. Giờ đây nó hiển thị nội dung của trang My Website. Bạn close phone base lại. Bây giờ bạn tiếp tục tìm hiểu phân chia và xóa khung như thế nào. Mở phone base. File, New, More Base Template, Tab Frame Base, Hit Foot. Bây giờ bạn có khung phía trên. Bạn có thể chia khung này thành nhiều khung, hàng đứng hoặc là hàng dọc, hoặc là xóa bỏ các khung nằm trong này. Bây giờ phân chia cái khung này thành nhiều khung, nhấp vào cái khung này. Nút frame, menu frame, split frame. Bạn có thể xếp hàng nó thành cột hoặc là thành hàng. Đây là nút xếp nút thành hàng. Xếp nút thành cột thì nó chia làm hai cột. Xếp nút thành hàng nó chia làm hai hàng. Bây giờ chọn thành cột. Nó sẽ chia ra hai cột. Ok. Thì mỗi cột nó đều có nút set initial page và new page. Bây giờ bạn muốn xóa bớt một cái khung này thì nhấp lên frame page delete, nó đã xóa bớt khung.